Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 207. Bài này nằm trong khóa học vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán kim loại tác dụng với hỗn hợp gồm có H cộng và NO3 trừ. Để xử lý loại toán này thì các em có hai lựa chọn cơ bản. Lựa chọn thứ nhất là sử dụng phương trình phản ứng. Lựa chọn thứ hai là dùng sơ đồ và công thức giải nhanh. Thế thì thầy sẽ giới thiệu các bạn cả hai cách này luôn. Cách đầu tiên mà các em quen thuộc đó là sử dụng phương trình. Khi dùng phương trình thì đây là phương trình cơ bản các em phải viết được và cân bằng được. Thứ hai là các em phải so sánh cho thầy ba cái chất phản ứng này, chất nào hết. Cách so sánh rất đơn giản thôi, các em dùng số mol chia hệ số cân bằng. Số mol chia hệ số cân bằng, số mol chia hệ số cân bằng thì cái nào nó nhỏ hơn nhất thì nó hết và phải tính theo nó. Ở đây thầy chứng minh được H cộng nó hết, như vậy NO phải tính theo H cộng. Kết quả thầy tính được NO bằng 0,05 mol. Vậy V của nó bằng 1,12 lít. Với những bài tập cơ bản như này thì các em nên chọn cách thứ hai này, viết phương trình cho nó đơn giản. Thế còn cách thứ hai này thì những bạn nào đó mới học thì chúng ta thấy nó ưu việt hơn. Còn với những bạn mà rèn luyện nhiều thì chúng ta nên dùng cách số 1 đây. Cách số 1 là cách mà dùng sơ đồ. Cách sơ đồ cộng với công thức giải nhanh. Vẫn là sơ đồ thì thầy vẫn phải chứng minh đồng H cộng NO3 trừ cái gì hết. Đầu tiên thầy chứng minh H cộng với NO3 trừ trước. Thầy dùng công thức giải nhanh H cộng chia 4 ra NO là 0,05. Nó nhỏ hơn so với NO3 trừ là 0,1. Vậy H cộng hết so với NO3 trừ là đúng. Việc tiếp theo là so sánh đồng với H cộng cái nào hết. Thì đồng của thầy nếu nó hết thì số mol nhân 2 lên, số mol E nhân 2 lên. Nó lớn hơn số mol E so với NO nhân với 3. 0,05 nhân 3 này. Vậy đồng dư là chuẩn xác. Vậy kết quả là thầy vẫn chứng minh được H cộng hết. Dùng công thức chia 4 vẫn tính được NO bằng 0,05 mol và thể tích của nó vẫn bằng 1,12 lít. Đáp án thầy chọn là B.